Nhìn lại năm 2024 của Cristiano Ronaldo hướng tới những kỷ lục mới. Ở tuổi 39, Cristiano Ronaldo vẫn cho thấy một trạng thái thi đấu sung mãn trong cả màu áo Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong năm 2024, Ronaldo đã không bỏ lỡ bất cứ một sự kiện lớn nào, thế nhưng điểm chung duy nhất lại chính là sự trắng tay của siêu sao này. Trong màu áo Al Nassr, CR7 chính là đầu tàu của đội bóng với tổng cộng 44 pha lập công sau 45 lần ra sân. Trong đó nổi bật là 35 lần phá lưới đối thủ tại Saudi Pro League. Tuy nhiên, thành tích đáng ngưỡng mộ kể trên là không đủ để giúp ông lớn tại Ả Rập có được bất cứ danh hiệu trong năm vừa qua. Sau khi bị loại khỏi AFC Champions League, Al Nassr đã có đến 2 lần nhận về nhì trước tại kình địch Al Hilal, lần lượt tại Saudi Pro League và sau đó là thất bại cay đắng trong trận chung kết King Cup. Bỏ qua nỗi buồn tại Ả Rập Xê Út, cựu sao Man United hướng tới Euro 2024 với mục tiêu chinh phục các kỷ lục. Tuy nhiên, mọi chuyện không có nhiều thay đổi tại giải đấu lớn nhất châu Âu ở cấp độ đội tuyển, khi Ronaldo đã không ghi được bàn thắng nào tại Đức, qua đó chấp nhận cùng Selecao châu Âu dừng bước ở tứ kết trước đội tuyển Pháp. Ngoài đường kiến tạo cho Bruno Fernandes, điểm nhấn lớn nhất mà Ronaldo để lại chính là pha thực hiện hỏng ăn trên chấm 11m trong trận đấu ở vòng 1/8 trước Slovenia, qua đó đánh mất cơ hội lập kỷ lục ghi bàn ở 6 giải đấu lớn liên tiếp. Hứng chịu hai nỗi đau khó nuốt trôi, Ronaldo tiếp tục hành trình hướng tới một cột mốc kỷ lục khác, 900 bàn thắng trong sự nghiệp. Không mất quá nhiều thời gian, cựu sao Real Madrid đã lập tức chạm đến thành tích kể trên với bàn thắng vào lưới đội tuyển Croatia tại vòng bảng UEFA Nations League. Đây có thể được xem là sự đánh dấu cho một khởi đầu mới, một mục tiêu mới và một hành trình dài hơi sắp tới, đó chính là 1.000 pha lập công. Cho đến thời điểm hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có thêm 8 bàn thắng trong các màu áo khác nhau và nếu như tiếp tục duy trì phong độ và thể trạng sung mãn, CR7 hoàn toàn có thể mơ đến việc chạm tay vào một trong những kỷ lục không ai có thể đạt được trong suốt sự nghiệp của một cầu thủ, qua đó càng tự biến mình trở nên lấp lánh hơn. Có thể nói, 2024 là một năm đầy rẫy những cảm xúc thăng trầm đối với cá nhân Ronaldo khi cầu thủ 39 tuổi đã không có được bất cứ danh hiệu nào. Thế nhưng, đổi lại, anh lại cho thấy một sự quyết tâm lớn trong việc chinh phục những kỷ lục trong các màu áo, qua đó cho thấy một sự phi thường của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.